Vừa nãy một hồi tiến hành thời gian tương đương là không ngắn, cũng bình thường mẫn công hệ hồn sư ở trong lúc đó chiến đấu đều sẽ kết thúc tình huống tuyệt nhiên là không sống. Tà giải xác thực đã làm đèn hết toàn lực, nhưng làm sao Lâm Tam thực lực quá mạnh, hắn đem chính mình hoàn toàn dung nhập vào trong gió, công phòng một thế thêm vào là độ cao, hồn lực ở trên hoàn toàn áp chế, đối với quỷ ảnh mê tường mộ lý giải càng sâu sắc thêm hơn đó, nên ở đây tạ giải ở bên trên đó, đều thua. Nếu như Lâm Tam chịu đựng vận dụng nhất tự đấu khái, tạ giải lúc này bại sẽ nhanh hơn. Đường Phụ Lân đem tạ giải ngoài trở về, mang theo hắn đi thay bộ quần áo khác. Lúc này tạ giải sắc mặt có một chút tái nhợt, nhưng lệnh Đường Phụ Lân bất ngờ chính là trong ánh mắt của hắn không có cột hứng, trái lại càng thêm chính là phấn khởi. Ngươi không sao chứ? Đường Phụ Lân đem cánh tay của hắn khoát lên trên chính mình trên bả vai, giúp cho hắn chịu đựng được phần lớn thể trọng. Tạ giải lại nói, đương nhiên không sao rồi, tên kia thật lợi hại, nguyên lai tốc độ hắn là hiểu như vậy, trước nghi hoặc ta rất nhiều vấn đề đều giải quyết dễ dàng, quá tuyệt vời. Đường Phụ Lân ngẩn ngơ, cái tên này là đem lúc trước thi đấu đem là dạy học hay sao? Có điều nhìn hắn không có bởi vì thua trận thi đấu mà nhụt chí, Đường Phụ Lân cũng yên lòng. Tạ giải trở lại chờ chiến khu ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn kỹ nhưng sẽ phát hiện trong mắt của hắn vẫn đang nhẹ nhàng chuyển động, hiện như là đang suy tư cái gì đó. Đường Phụ Lân lúc này liếc mắt nhìn đồng dạng trở lại chỗ ngồi dưới trước của Lâm Tam, tâm thần khẽ nhúc nhích. Lâm Tam chiến đấu tổ dưỡng so với trước hắn gặp phải mấy phần đại thiên vương đều muốn mạnh hơn nhiều. Đồng dạng là mẫn công hệ hồn sư, tương tự là ngũ hoàn, nhưng mà đằng đằng hiển nhiên muốn kém hơn hắn rất nhiều, không phải thuần túy về mặt lực lượng chênh lệch, mà giống như tạ giải nói như vậy, đây là đối với hắn mẫn công hệ lý giải trên kinh ngạc. Không nghi ngờ chút nào, phong vương Lâm Tam đã nắm giữ mẫn công hệ chân lý, như vậy một tên đối thủ thực tại là khó đối phó. Lâm Tam vẻ mặt lại khôi phục lại lúc trước nhẹ như gió mây dáng dấp, nhìn qua tất cả như thường. Đêm Phụ Lân cảm nhận được khác một ánh mắt đối với chính mình nhìn kỹ, chính là Đới Nguyệt Viên. Bốn mắt nhìn nhau, Đới Nguyệt Viên lúc này ánh sáng ở bên trong phảng phất có ánh sáng ở bốc lên lóng lấy. Đêm Phụ Lân lúc này lời khóe miệng thì lại toát ra vẻ tươi cười. Chỉ có chiến thắng Đới Nguyệt Viên mới có thể kiêu chiến tiền kia. Ai cũng có thể thua, chính mình không thể thua. Thập lục cường thi đấu kế túc này, Lâm Tam từ đầu tới cuối đối đầu với tạ giải áp chế tính thắng lợi. Lệnh khán giả rất là phấn khởi, cuối cùng cũng coi như có một hồi quái vật học viện đối với xử lại các học viện sảng khoái tràn trề thắng lợi. Hơn nữa là đồng loại hình hồn sư so đấu. Phong vương chính là phong vương. Lâm Tam chính thức tiến vào 8 vị trí đầu. Điều này cũng mang ý nghĩa hắn đã thu được ít nhất một cái nam tước tước vị. Tạ giải bị đào thải ra khỏi cục này, 8 vị trí đầu cường không có duyên với hắn. Thi đấu kế tục. Đến 16 tiến vào trong 8 giai đoạn này, mỗi một cuộc tranh tài đều đặc biệt đặc sắc, song phương đánh cho đến khi là phi thường liều mạng. Hồn não khí vận dụng cũng không phải số ít, ngoài trừ định trang hồn bảo đạn pháo không thể sử dụng ở ngoài, coi như tuyển thủ thủ môn, ở trong trận đấu sử dụng giáp máy cũng có thể. Có một đôi tuyển thủ cuối cùng lưỡng bại câu thương, tất cả đều chịu đến trọng thương, mắt thấy là không có cách nào tham gia vòng kế tiếp thi đấu, dựa vào bình ủy đoàn phán đoán mới tuyển ra được một người ở trong đó tiến vào bát cường. Nguyên Ân Dạ Huy, người thứ ba ra trận, vận may của nàng không sai, đối thủ tuy rằng thực lực xuất mạnh nhưng cũng không có mạnh hơn đằng đằng. Ở Nguyên Ân Dạ Huy, Thái Thản Cự Viên võ hồn sức mạnh lớn dưới áp chế, chống đỡ mười mấy phút liền quỳ xuống. Thi đấu bầu không khí càng ngày càng kịch liệt, nhưng rất nhiều quần ánh mắt của mọi người không ngừng hướng về chờ chiến khu bên trong phiếu đảng. Ngày hôm nay, đánh với biểu cũng sớm đã công bố ra ngoài. Sử lên các học viện chiến độ đội trưởng Đường Vũ Lân, đánh với quái vật học viện Bát Đại Thiên Vương xếp hạng thứ 2, Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm. Không thể nghi ngờ là ngày hôm nay được quan tâm nhất một hồi. Đới Nguyệt Viêm là chỉ nằm đứng sau Long Dược thôi. Lúc này đồng thời là tinh là đế quốc hoàng tử, song thân phận hoàn toàn thể hiện ra hắn chịu đến chân dân chúng quan tâm. Hơn nữa một ít đối với trong hoàng thất mạch tin tức này khá là rõ ràng, người càng là biết vì này tứ hoàng tử rất nhanh tước thánh, sắp trở thành tương lai là hoàng tử. Không thể nghi ngờ Đới Nguyệt Viêm tới tham gia giải khóa này giải thi đấu đối với hắn mà nói vô cùng mạo hiểm. Thân là hoàng chủ, nếu như ở trong trận đấu này không thể thu được đến thành tích tốt, đem được về hắn người vọng động có đả kích rất là mạnh mẽ. Nhưng hắn thân là quái vật học viện trong Bát Đại Thiên Vương một trong, đại biểu cho học viện dự thi lại là bụng làm dạ chịu sự tính. Liền ngay cả người ở trên đài chủ tịch Phương Nhi, ánh mắt đều không ngừng được hướng về bên này thổi qua đến. Nếu như Đấu Nguyệt Viêm có thể chiến thắng được Đường Vũ Lân, đương nhiên vạn sự đều hiu, vậy cũng là tốt nhất tình huống. Đều không cần Long Vương ra tay, xử lấy các học viện là có thể xem như toàn quân bị diệt, đồng thời cũng làm cho Đới Nguyệt Viên ở dân chúng ở trong lòng địa vị lần thứ hai tăng lên.
Đối với hắn, tương lai kế thừa đại thống có chỗ tốt cực kỳ lớn. Thế nhưng đối nguyệt viên nhất định có thể đánh bại Đường Vũ lần sau, lời này cũng không ai dám nói khẳng định. Dù sao Đường Vũ lần trước đã đánh bại Tổ Mộc, đã đánh bại Hòa Lam Đường cùng với Diệp Chí, cũng đã đánh bại Đới Vân Nhi. Ba đại thiên vương bên trong có bốn vị cùng hắn đã đạp va chạm qua, tất cả đều thua. Trong số đó Tô Mộc càng xếp hạng thứ 3 thiên vương. Như vậy Đới Nguyệt Viêm lần nhất định có thể chiến thắng hắn sao? Không ai có thể khẳng định điểm này, hết thảy đều phải đợi đến khi chiến đấu chân chính sau khi bắt đầu, đáp án mới được công bố. Trên đài chủ tịch, Đới Thiên Linh ngồi ngay ngắn chủ vị, ở bên cạnh hắn chính là quái vật học viện viện trưởng Ân Tư. Ngày hôm nay thi đấu rất là trọng yếu, vì lẽ đó hai vị này đại lão cũng đã đích thân tới chiến trường. Lão sư, ngài xem đứa nguyên viên đứa nhỏ này cùng với cái kia Đường Vũ Lân trong lúc đó thi đấu có mấy thành tỷ lệ thắng. Đứa Thiên Linh lúc này hướng về Ân Tử thấp giọng nói. Ân Tử khẽ mỉm cười rồi nói, bệ hạ không cần lo lắng, ở tình huống bình thường chỉ cũng vượt qua 7-8 phần 10. Nguyên viên từ nhỏ này không chỉ thiên phú tốt, hơn nữa tính tình càng trầm ổn cơ trí. Bình thường hồn sư ở tu vi đã tới trình độ nhất định, sau đó tâm thái bên bao nhiêu đều sẽ xuất hiện ra một ít biến hóa. Nhưng tình huống như vậy ở trên người của hắn hầu như chưa từng xuất hiện. Không hổ là hoàng thất con cháu. Vì lẽ đó, cùng với Đường Vũ Lân đấu chiến bên trong, hắn phạm sai lầm cơ hội rất nhỏ. Mà so sánh thực lực nhìn lên, Đường Vũ Lân năng lực tuy rằng kỳ lạ, nhưng Nguyệt Viêm từ tu vi trên dù sao chiếm ưu thế, tỷ lệ ăn thắng vẫn là rất lớn. Vậy thì tốt rồi. Đới Thiên Linh lúc này gật gật đầu. Khóa này giải thi đấu sau khi đó, hoàng thất có hai việc phải xử lý. Một cái chính là việc công chúa tuyển phó mã, một cái khác chính là tuyên bố hoàng trừ vị trí. Con cái đã đủ để hắn đau đầu, hy vọng hoàng trừ vị trí không muốn tái xuất hiện ra sai lệch. Nếu như Đấu Nguyệt Viêm có thể chiến thắng Đường Vũ Lân, coi như hắn không cách nào bắt được cuối cùng quán quân. Thận thế này tuyên bố hắn vì hoàng trừ cũng nhất định có thể được khắp nơi tán thành. Một vị văn võ song toàn thái tử, các phương tổng là dễ dàng hơn tán thành. Cuộc kế tiếp thi đấu cũng là ngày hôm nay màn kịch quan trọng, nguyên do tự ở trong sử lấy các học viện Đường Vũ Lân tiền thủ đánh với đến từ quái vật học viện Đới Nguyệt Viêm tiền thủ. Phương Nhi âm thanh rõ ràng có một chút cất cao, biểu hiện nàng lúc này tâm thái không bình tĩnh. Ánh mắt của nàng không khỏi hướng về phía Đới Nguyệt Viêm nhìn lại, hai tay ở trên đầu gối nắm chặt thành quyền, nhất định phải cố lên chiến thắng hắn. Điện hạ, điện hạ, điện hạ. Ở trên đài lúc này đột nhiên vang lên sơn hồ hải khiếu, giống như tiếng kêu gào. Mới vừa từ trở chiến khu đứng lên, Đới Nguyệt Viêm nhất thời có một loại nhiệt huyết dâng lên cảm giác. Thân là tương lai thái tử, dù cho hắn tâm tính ở trầm ổn, khi mà hắn nghe được chính mình dân chúng như vậy đồng tâm hiệp lực là lên chính mình thời điểm, loại tâm tình này khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Ha ha ha. Ngay khi mà Đới Nguyệt Viêm tràn đầy ngập khí chuẩn bị đại biểu cho quái vật học viện chiến đấu với Đường Vũ Lân, đột nhiên ở chờ chiến khu ở bên trong, một cái không hài hòa tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, dẫn tới tất cả mọi người đều hướng về phương hướng đó mà hướng nhìn lại. Chỉ thấy Tạ Giải chính là khuỷu tay múa chân ở nơi đó cười to, người cũng đứng ở lên rồi cười ngửa cười nghiêng. Đới Nguyệt Viêm lúc này bộ bắp thịt nhất thời co giật một thoáng, cố ý, hắn nhất định là cố ý. Ta rõ ràng, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, ha ha ha. Tạ Giải tiếng cười lớn lên không đến không yên. Đường Vũ Lân lúc này ngay khi lên trên bên cạnh hắn, cảm thụ chu vi ánh mắt bất thiện, tức giận nói, ngươi rõ ràng cái gì? Tạ Giải cười to rồi nói, ta rõ ràng, mẫn công hệ hồ sơ muốn muốn thành thánh, liên lá không thể là quá chính kinh, ta chính là quá chính kinh rồi, cho nên mới không thể luyện tốt hơn. Lần này, Đường Vũ Lân lúc này bắp thịt cũng bắt đầu co giật. Cái tên lý luận gì vậy? Vì không để cho chính mình chịu đến ảnh hưởng, Đường Vũ Lân vội vàng đi xa khỏi trò chiến khu. Ở toàn trường vì là Đới Nguyệt Viêm tiếng hoàn hồ bên trong hướng về thi đấu đài đi đến. Đới Nguyệt Viêm cũng là tập trung ý chí đi xa trò chiến khu. Ngươi đánh gió nào vậy? Nguyên Đan Dạ Huy lúc này không nhịn được đứng lên, giơ tay nắm lấy Tạ Giải ở cái cổ. Nhưng ai biết rằng cái tên này dĩ nhiên mở hai tay ra, một cá liền đem Nguyên Đan Dạ Huy cho ôm lấy. Ta rõ ràng rồi, ta cuối cùng cũng đã rõ ràng rồi. Tạ Giải phấn khởi giống như cũng không phải làm bố. Nguyên Đan Dạ Huy hầu như là theo bản năng liền muốn tránh thoát, nhưng mà kế tiếp xúc gần gũi, nàng đầu tiên nghe được chính là Tạ Giải ở trên người mùi máu tanh. Vừa nghe tới toàn thân của hắn đều là vết thương, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống chỉ là khẽ quát, ngươi nhanh buông ta ra. Tạ Giải lại như là không nghe thấy. Nguyên Ân, ta rõ ràng, ta thật sự rõ ràng. Lúc đầu ta cũng bởi vì quá mức tự do tản mạn, tu luyện không khắc khổ, cho nên mới không có thể đem chính mình mẫn công hệ tiềm lực này hoàn toàn mở soát ra. Nhưng mà từ khi lần kia chịu đến người kích thích sau khi đó, ta liền bắt đầu lỗ lực, liền mạnh mẽ lỗ lực,
cuối cùng truy đuổi thì trên bước chân của ngươi có thể xứng với ngươi. Đoạn thời gian đó ta tiến bộ rất nhanh, chính mình cũng càng ngày càng có lòng tin. Mà cho đến lần này chúng ta trước khi lên trên đường, ta mới cảm giác đầu chính mình giống như đến bình cảnh. Không phải hồn lực tu vi luyện bình cảnh, mà là mẫn công hệ hồn sư bình cảnh. Ta có một chút không tìm được phương hướng. Tuy rằng tu luyện như trước vô cùng khắc khổ, nhưng ở kỹ xảo, tốc độ cùng với đối với mẫn công hệ lý giải trên đều xuất hiện ra đỉnh trẻ. Mà đến tận vừa nãy trận chiến đấu này, ta cuối cùng đã rõ ràng, sở dĩ khắc phải như vậy bình cảnh là bởi vì trong lòng của ta cái kia huyền căng ra đến mức quá gấp. Mẫn công hệ ảo diệu chính là tự do, nếu như không có thể để tốc độ của chính mình hòa vào tự do nguyên tố, vậy thì căn bản không thể nào hoàn toàn trưởng khống mẫn cái chữ này. Vì lẽ đó ta rõ ràng, ta sau đó chắc chắn sẽ không lại đột nhiên ngột ngạt chính mình. Ta muốn cho trái tim của mình tự do thả lỏng ra bên ngoài, ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ xứng với người. Tiếng nói của hắn càng nói càng yếu ớt, nói rằng cuối cùng, cả người của hắn thân thể trọng lượng cũng là đã hoàn toàn dựa vào ở nguyên ân dạo huy trên người. Ngủ tiếp đi. Lấy nguyên ân tu vi, hắn điểm ấy thân thể trọng lượng đương nhiên không tính là gì, nhưng nàng đứng ở lời đó nhưng có một chút xa xa, theo bản năng ôm lấy hắn. Nàng có thể cảm nhận được hắn ở trong nội tâm sâu sắc chấp niệm, cảm nhận được cái kia phần chấp nhất, mà những thứ này đều là ta sao. Một vệt tia sáng kỳ dị từ nguyên ân dạ huy đáy mắt chợt lóe lên, nàng cẩn thận từng ly từng tí một đỡ lấy tạ giái, đem hắn một lần nữa phủ nhập sofa ở bên trong, để hắn dựa vào ở lưới đó mê man. Thân thể của hắn lúc này chỉnh rất bình thường, chỉ là lúc trước tiêu hao quá lớn, cần thời gian đến nghỉ ngơi. Lúc này, Đường Vũ Lân cùng với Đới Nguyệt Viêm đã song song đi tới đài thi đấu, ngoại giới tất cả tiếng hoan hô lương tựa theo hồn đạo vòng bảo vệ bay lên mà biến mất.